Quý vị thân mến, với set đồ này thì bọn anh đã lựa chọn một chiếc áo cổ cao rất là thích hợp với lại mùa thu đông và rất là kín đáo nơi công sở. Kết hợp theo đó, đó chính là một chiếc quần lửng ống rộng hay người ta hay gọi là culotte. Đây là một hot trend trong mùa này và dự là sẽ kéo dài trong những mùa sau nữa. Với chiếc quần này thì chúng ta rất là dễ dàng phối hợp với kiểu áo như thế này và ngoài ra thì còn tăng thêm vẻ sang trọng và sự cá tính nổi bật nơi công sở. Và đừng quên thêm một chiếc mắt kính hoặc là một chiếc sắt tay nhỏ như thế này để mà chúng ta đựng vài vật dụng cần thiết khi mà đi làm. Này sẽ rất là phù hợp với những ngày công sở cuối tuần, bởi vì sau đó chúng ta có thể dạo chơi cùng với bạn bè của mình. Quý vị thấy như thế nào khi mà chúng ta kết hợp một chiếc áo rất tốt màu đen với một chiếc quần sọt và bên ngoài là một chiếc áo vest dài và với một chiếc vòng cổ choker sẽ giúp cho bộ trang phục trở nên là cá tính hơn. Và cô nàng màu sắc thì không thể nào thiếu một chiếc mắt kính không tròng bãi to. Này, bọn anh đã lựa chọn những chiếc áo len dệt kim tay dài rất là thích hợp với mùa thu đông. Và với chiếc áo này còn có điểm nhấn ở phần cổ tim, chúng ta có thể kết hợp thêm những cái dây choker cùng màu với lại chiếc áo mà mình đang mặc. Với chiếc áo này sẽ là sự lựa chọn của hầu hết các chị em phụ nữ, bởi vì nó sẽ rất là dễ phối hợp với những chiếc quần tây hoặc là thậm chí là những chiếc quần jean hoặc là những chiếc chân váy, như là chân váy chữ A mà ngày hôm nay bọn anh mặc. Và đừng quên một chiếc giỏ xách to bản và thêm một chiếc kính mát nữa chứ. I miss you when I can't sleep, or right after coffee, or right when I can't eat. I miss you in my front seat, still got sand in my sweaters from nights we don't remember. Do you miss me like I miss you? Fucked around and got attached to you. Friends can break your heart too, and I'm always tired but never of you. If I pulled a U on you, you wouldn't like that shit. I put this real out but you wouldn't bite that shit. I type a text but then I never mind that shit. I got these feelings but you never mind that shit. Oh, oh, keep it on the low. You're still in love with me but your friends don't know if you want.
quý vị, với set đồ này thì Ban lựa chọn điểm nhấn đó chính là chiếc quần ống tre. Đây sẽ là chiếc quần rất là phù hợp với những cô nàng công sở thời thượng và hiện đại, kết hợp với một chiếc áo crop top ở bên trong. Đây sẽ là một set đồ cực kỳ hoàn chỉnh. Và đừng quên thêm một chiếc áo vest bên ngoài khoác hờ như thế này sẽ giúp chúng ta trở nên là sang trọng hơn, kín đáo hơn và tạo nên một cá tính riêng nơi công sở. Và với một chiếc mắt kính màu trắng và thêm một chiếc xách tay to bản nữa, chúng ta sẽ có ngay một bộ đồ công sở vô cùng hợp thời trang. Các chị em phụ nữ thân mến, với set đồ công sở này thì Ba đã lựa chọn một chiếc chân váy bút chì. Đây luôn là sự lựa chọn hàng đầu của tất cả các chị em phụ nữ văn phòng. Tuy nhiên, chúng ta hay thường kết hợp chân váy bút chì với lại áo sơ mi, nhìn nó rất là đơn điệu và nhàm chán. Ngày hôm nay kết hợp với một chiếc áo crop top có thêm một cái thiết kế bèo ở phía trên sẽ giúp cho chúng ta vừa bắt kịp xu hướng với lại có họa tiết bèo này. Ngoài ra còn rất là thích hợp với những cô nàng vòng một khiêm tốn nữa nha. Hãy nhớ là chúng ta kết hợp thêm những chiếc choker, với sự cách điệu choker này sẽ giúp bộ trang phục trở nên là nổi bật hơn. Một chiếc ví cầm tay nhỏ và thêm một chiếc mắt kính nữa là chúng ta đã có thể đủ bộ đến với công sở rồi. Những nhà giàu mới là ai và họ hành động như thế nào? E, elimination là loại bỏ, giết chết những quan điểm lỗi thời về cách quản lý thời gian, bạn có thể tăng năng suất lao động lên ít nhất 10 lần.